Hướng dẫn sử dụng ghế massage lội địa nhật Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của Ngọc Gia Ban Thì trong video clip ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban sẽ lại tiếp tục hướng dẫn sử dụng cho mọi người những cái mẫu ghế massage lội địa nhật Thì trong cái video clip này thì Ngọc Gia Ban sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái bản ghế của thương hiệu Fuyuki Bản này thì có mã là SKS2650 Thì đợi đầu tiên về cái một số những cái lưu ý khi mà sử dụng những cái sản phẩm mà lội điện nhật nói chung và ghế massage lội địa nhật nói riêng thì nó sẽ làm cái nguồn điện cái nguồn điện khi của những cái đồ uh, gia dụng lội điện nhật thì nó sẽ sử dụng cái nguồn điện là 100v khi về tới uh, Việt Nam thì như ở trong gia đình mình thì sẽ sử dụng cái nguồn điện là 220v thì mình sẽ phải sử dụng qua một cái bộ li hoa chuyển đổi nguồn và tiếp theo thì chúng ta sẽ về cái tư thế ngồi sao cho đúng cách nhất. Đầu tiên thì về cái phần lưng sau của mình này, mình phải ngồi áp sát vào với cả cái phần lưng ghế này và cái phần tay này thì mình phải tháo ra. Những cái nếu mà mình có những cái trang sức như là đồng hồ này, nhẫn này hay là lắc tay này thì mình phải tháo ra. Vì khi mà ghế nó hoạt động, những cái túi khí nó sẽ ép chặt cái phần tay này thì nó sẽ gây ra cái phần tay của mình bị đau này hoặc là cái những cái trang sức của mình nó sẽ bị móp méo này đấy và cái thứ hai nữa là về cái uh, uh, trang phục đấy. mình nên uh, khi ngồi, ngồi ngồi ghế massage thì mình nên mặc những cái chiếc áo mỏng này để làm sao mà cảm nhận những cái lực đánh con con lăn nó được uh, tốt nhất này đấy và về cái phần chân phần chân của mình thì mình sẽ để sát cái phần gót chân vào bên trong cái phần uh, chân ghế này đấy và tiếp theo đi đến cái bảng điều khiển của ghế này, Đấy, đây là bảng điều khiển của ghế thì nó cũng sẽ có những cái nút như là công tắc tắt bật này và nút màu hồng bên cạnh thì nó sẽ là nút nguồn Đấy, và ở đây thì nó sẽ hiển thị cho mình những cái bài đánh tự động toàn thân này hay là những cái bài uh, chuyên sâu về cổ vai gáy hoặc là chuyên sâu về phần thắt lưng. Đây, ngọc gia sẽ chọn cho uh, một bài tự động toàn thân này. Đấy, khi mà chọn vào bài đánh thì ghế nó sẽ bắt đầu đo cái chiều dài cột sống và tìm cái vị trí hiện đạo của mình. Đấy. Với cái tư thế ngồi đúng nhất là cái phần lưng áp sát vào cái phần uh, lưng ghế thì chiếc ghế massage nó sẽ đo được chính xác nhất cái uh, vị trí huyệt đạo và cái chiều dài cuộc sống của mình. Khi mà uh, ghế nó đo xong thì nó sẽ có tiếng kêu tít tít này và mình sẽ ấn thao tác nút ok xác nhận để ghế bắt đầu vào bài đánh này. Đấy. Và khi mà bật ghế lên thì ghế nó sẽ tự động Lâng cái phần chân này và cái phần lưng theo một cái góc và cái phần chân này, cái phần lưng thì mình có thể điều chỉnh tùy theo ý thích của mình này, nâng hạ phần chân này, đây. Mình sẽ thao tác là ấn giữ này, hoặc là phần lưng thì mình cũng sẽ thao tác là ấn giữ này. Làm sao mà mình có thể điều chỉnh làm sao mà cho người dùng có thể ngồi thoải mái nhất. Thì ở đây, mỗi bài đánh của cái bản SKS 2650 này của nó sẽ là 15 phút này. Và đây nó sẽ ở màn hình bảng điều khiển thì nó sẽ mô phỏng cái người dùng Khi mà những cái con năn hoặc là những cái túi khí nó đánh đến tới đâu Thì nó sẽ hiển thị tới đấy này Như ở đây thì nó túi khí nó đang bóp vào cái phần chân này Và con năn nó đang đánh ở cái phần thắt lưng này đấy. Và nếu mà mọi người muốn cảm nhận cái lực đánh của con năn nó được trực tiếp hơn Thì mình có thể bỏ cái phần gối đầu ở đằng sau lưng ra này Đấy để mình có thể cảm nhận được cái con năn Khi nó đánh cái phần cổ vai gáy của mình này và ở đây tiếp tục nó sẽ là những cái bài vùng về những cái bài vùng về con năn này đấy hoặc là những cái bài vùng về uh, túi khí này tùy theo mình có thể điều chỉnh hoặc là ở bản này thì nó còn có thêm cái tính năng là duỗi cái phần chân ghế ra này đấy nó sẽ duỗi dài cái phần chân ghế ra để cái phần chân của mình làm sao cho phù hợp nhất với chiều cao của người sử dụng này đấy. và ở đây thì nó mình có thể điều chỉnh được cái vị trí của con năn này đi lên đi xuống này hay là đi thu vào hay là giang rộng ra này, đều có thể điều chỉnh được nhé. Đấy. Và một số những cái lưu ý nữa khi mà mình đây là nút uh, nút dừng uh, đột ngột này khi mà mình thao tác ấn nút dừng đột ngột thì chiếc ghế nó sẽ vẫn giữ nguyên cái vị trí khi mà đang uh, đánh là phần chân này phần nâng này hay là cả kể cả về bộ động cơ thì nó vẫn sẽ giữ nguyên nhé. Đấy. Và mình thao tác ấn tắt và quay trở lại nó sẽ có cái nút giữa ở đây thì nó sẽ nó lút quay trở lại vị trí ban đầu đấy và một số một cái lưu ý nữa khi mà hết bài đánh thì mình phải đợi cái phần chân này nó thu hẹp hết xuống này đấy, nó phải đợi cái phần chân này thu hẹp hết xuống khi mà nó đang ở uh, nó chưa được thu hẹp hết xuống mà mình dẫm lên cái phần chân để đi xuống thì nó sẽ gây ra cái uh, gãy cái bộ uh, cơ bên trong của ghế này đấy và khi các bạn mua ghế bên ngọc gia ban thì sẽ được uh, hai tờ hướng dẫn sử dụng tiếng Việt này Đấy, nếu các bác nào đang quan tâm tới những cái sản phẩm ghế massage nội địa Nhật thì hãy liên hệ tới Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 5555 Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nhớ để lại cho Ngọc Gia Ban một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón chờ những cái video clip tiếp theo